À, vậy mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 6 tháng 12 năm 2020 nha mọi người. Đấy thì hôm nay bà con về thì được một cái thứ nhất là được một cái ba cái phần kiếm lá bạn lớn rất là đẹp nha mọi người. Đấy và lá có gân nữa. Thì bà con nay về chỉ bắt được cái chỗ đó thôi. Đấy được mấy dề đó thôi nha mọi người. Còn lại là ít cái phần kiếm luôn, phần combo lòng sọ và ít hình giá hạt moray nha mọi người, moray và giá hạt tumarong thì được vài hình thôi nha mọi người. Đấy thì về có gì em bán đó nha mọi người. Đấy rồi thì trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu cái kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng tây nguyên channel 2, số điện thoại liên hệ là 070 6115694. Thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này, trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi thì bà con đi đi cánh rừng này thì chỉ được cả rừng thì chỉ được có ba cái dây kiếm nữa thôi nha mọi người. Đấy thì kiếm này quá là tuyệt đỉnh luôn nha mọi người. Đấy thì cái với cái chiều dài bản lá của nó đây, kiếm ốc rừng nha mọi người. Đấy đây đây, bản lá của nó rất là to nha mọi người. Thì em sẽ giới thiệu và đo bản lá từng cái hình cho mọi người này. Cơ bản thì nó rơi vào độ khoảng cỡ tầm 4 sen rưỡi đến 5 sen nha mọi người. 5 sen đấy, gần 5 sen nha mọi người. Đấy trung bình của cái dề này đấy. Và đặc biệt này, mọi người thấy một cái tép dạ hành của nó được đến 5 2 4 5 5 cái lá kiếm luôn nha mọi người. Đấy rất là khỏe. Và thứ hai nữa là kiếm có sọc này, có gân này, nó có gân lên lá lắm nha mọi người. Đấy, cái dòng đặc điểm này nó như thế. Thứ hai nữa là cái bảo kiếm này nó rất là dài. Đấy, này nha, nó vừa to mà vừa dài nha mọi người. Đấy, thì em đo được là khoảng tầm rơi vào là rơi vào tầm khoảng 80 cm nha mọi người. Đấy, nó từ cái cũ đã lên, em lúc nãy giờ cầm một tay khó đâu, và tầm 80 cm đã lên nha mọi người. Đấy. Đấy, anh cái thanh bảo kiếm này rất là giá trị luôn nha mọi người. Đấy. Đầu lá của nó thì nó không bằng nhưng mà nó so le. Cái này bà con nói là kiếm nó giống như kiếm tiên vũ nhưng mà còn thật ra là kiếm sổ số thôi. Đấy. Rồi, cái dây đầu tiên. Đây, nguyên là được ba cái phần này thôi nha mọi người. Đấy. Một cánh rừng được. Đó. Đây, hai nè. Một nè, hai nè. 3 này, 4 này, 5 này. Đó, 5, 5 lá nha mọi người. Đấy, củ kiếm rất là to lên mọi người. Đấy. Đây, mọi người thấy củ kiếm ở vùng rừng trung tâm này. Đấy. Củ rất là to, bự luôn nha mọi người. Đó, rất là giá trị này. Đó, 2, 4, 5. 5 lá kiếm nha mọi người. Đấy. Thì cái này là cùng một loại, đấy, lá bản lớn và lá gân này, đó, gân lên lá luôn nha mọi người. Đấy, cùng một cái củ kiếm luôn, hàng bốc rừng nha mọi người. Anh hoa sổ số thôi nhưng cũng chẳng biết là kiếm gì nha mọi người. Đấy, bà con nói như thế thì theo kinh nghiệm thôi, chứ còn ở đây đó, lá của nó đây nha mọi người. Đấy, mọi người thấy các bụi phấn đồ trên rừng nó vẫn còn nguyên nha mọi người. Đấy, bụi phấn trên rừng này đó, cái này là phấn trên rừng nha mọi người, vườn không có mấy cái này đâu. Đấy. Hàng bốc rừng với hàng vườn này nhìn là biết liền. Đấy, nhìn cây này, cứng cáp. Còn vết hoa nó này, đấy, các cái vòi hoa nó rất là to này, đấy, phát đứng này mọi người, đây này. Đó, to kinh khủng luôn nha mọi người. Em này thì 1, 2, 3, 4, 5 tép kiếm luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, hàng kiếm này giá là 500 nghìn cho cái bộ này nha mọi người. Đấy, bộ này kiếm thuộc dạng kiếm VIP nha mọi người, kiếm VIP. Đấy, lâu lâu mới có một nha mọi người. Đấy, bà con về này mới được cái này, cả rừng mới được cái em kiếm này mọi người. Đấy, còn như thế nào thì hên xui xổ số thôi nha mọi người. Đấy, thì tính ra thì tép thì tính ra có 100 nghìn nha mọi người, quá rẻ như bèo luôn. Mình được cái dòng kiếm lá to rất là đẹp. Đấy, thì dòng dây kiếm không thể bỏ qua cái dây kiếm này để về luyện nha mọi người. Đấy. Rồi, lá lá to nó đẹp rồi. Rồi sau cái này thì nó còn một cái nên
Sau mọi người về luyện nó thì nó sẽ to và dài như thế này nha mọi người. Đấy. To và dài kinh khủng như thế này nha mọi người. Đấy. Còn hoa sổ số thôi nha, em cũng chẳng biết đó là hoa gì nữa. Rồi, dây này thì gồm có một củ này, một cái lá này. Đấy. Thì dài chiều dài của em đã đo rồi, bảng lá nó như thế này. Đấy. Rồi về số 2 là giá 300 cho cái này, em chia lẻ ra cho mọi người sưu tầm được một ít nha mọi người. Đấy. À, kiếm rừng này đó. Rồi tiếp theo hình số 3 2,5 cho cái bó này, cái này bà con cột bằng dây lạt lại nha mọi người. Cái này có được vài củ này đó, cái này cũng thuộc dạng kiếm đó luôn nha mọi người. Đấy, lá lên gần này đấy. Cả rừng thì bốc được ở trên này, không biết như thế nào cho thấy lá nó vàng, lá của nó như thế luôn nha mọi người. Đấy, không biết hoa có vàng hay không này kia này. Chưa biết được đấy, này là kiếm mới lên này. Mới lên mà đã to như thế này rồi mọi người. Đấy. Đấy, này mọi người về trồng lấy giống về sau là đấy thôi, hoa sổ số đấy, kiếm rừng này. Nhìn là biết mà. Đó, thằng bốc rừng nha mọi người. Đấy. Rồi 250 cho cái phần số 3. Rồi tiếp theo qua phần số 4. Số 4 là một kiếm nguyên về nha mọi người. Đấy, này là em kiếm xanh. Đấy. Và đặc biệt là cái dây này là củ kiếm rất là to, và cái này là lùng to và nó rất là nhiều lá này, 1 này, 2 3 4 5 6 7 cái lá luôn nha mọi người. Đấy mọi người thấy không? Đấy, cái dòng kiếm này quá tuyệt vời, quá đỉnh luôn nha mọi người. Đấy. Là người các cái giả hành này thì nhiều lúc là không đụng hàng được đâu đâu nha mọi người. Đấy. Đó, cái này thì nguyên trên rừng như thế, nguyên về như vậy. Đấy, kiếm xanh nha mọi người, kiếm xanh kiếm lùng. Đấy, quá đỉnh luôn. Đó, mặt sau này, đó. Đó, củ quá là to luôn nha mọi người, to và mập mạp quá đã. Rồi cái này trong này có cái thân ấy này kia thì mọi người về chịu khó tỉa nha, em bán nguyên về cho em không bán thuộc dạng bán tép bán đồ này kia. Đấy, này mọi người chịu khó về, này mọi người có thể về nguyên chậu cũng được, tách từng gì đó cũng được. Đấy. Rồi em này thuộc dạng kiếm xanh, nên mọi người tham biết nó có đào hoa như thế nào chứ. Cái ấy nó cũng xanh nè, trái nó cũng xanh nha mọi người. Đấy. Xanh lè nè, cũng nó xanh nha mọi người. Rồi về số 4 giá là 300 nha mọi người cho cái bộ kiếm lùng quả đỉnh này. Đấy. Rồi tiếp theo phần số 4, phần số 4 cũng là một cái về nguyên nguyên về nha mọi người. Đấy, bóc rừng này nó nguyên về nguyên tảng luôn. Đấy, thì em này cũng một em lùng 1 2 3 4 5 lá luôn. Đấy, 5 lá nha mọi người. Đấy. Của bầu tròn đấy, giả hành bao tròn nha mọi người, quá đẹp luôn, bóng bảy giả, cái giả hành quá đẹp luôn. Đấy, kiếm này cũng thuộc dạng kiếm lùng nha mọi người, nó chỉ có nhiêu đấy thôi, đây, bằng lá rất là dày, đấy, đây, đó, lá quá dày luôn nha mọi người. Thì em này hoa hồng sổ số, không biết hoa màu gì, cúng vàng này, trái vàng này, đó, trái vàng chành luôn nha mọi người, nó cúng vàng trái vàng luôn này. Đấy. Đấy, mọi người thấy không? Rồi nguyên một về này giá là 250 nha mọi người, 250 cho cái về kiếm này quá đỉnh. Rồi tiếp theo phần số 6, phần 150 em này thì nguyên nguyên bản này, đó, nguyên bản kiếm lùng nha mọi người, quá đẹp luôn. Đây cũng kiếm về hành bầu tròn này, đó. Có cả cái nút áo nữa này, một về này, hai này, đó, quá đẹp luôn nha mọi người, ba này. Đó. 4 này, đó, kiếm củ quá là to luôn nha mọi người. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Đó, này bó nha mọi người, này bó như vậy gì nè. Người ta bà con bó lại cho nó gọn á. Đó, nguyên về luôn nha mọi người. Có cái nút áo đó này. Đấy. Đây, nguyên về nữa. Đó, nguyên về mà củ quá đã luôn nha mọi người. Đấy. Rồi số 6 giá là 150 cho một phần kiếm này. Rồi tiếp theo phần số 7 là phần combo lồng sò nha mọi người, combo lồng sò 150 thì gồm có các gì này, thứ nhất là ba cái nguyên bản đơn cam nha mọi người. Đây đơn cam này, đơn cam thuộc dạng cũng hàng hiếm á, thì hoa cây rất là mập này, mọi người thấy không, khác hẳn với đơn cam mà nó thon dài nhuận nhuận luôn. Đấy, em này là em đơn cam quá mập quá đẹp luôn. Đây nguyên bản này, đó.
Đó, tiếp theo là bản thứ ba này, này hai mầm này. Rồi nó khác hẳn với cây kim điệp xuân nha mọi người. Đấy, kim điệp xuân đây. Đây mọi người, nó một trời một vực luôn nha mọi người. Đấy, nhưng mà nó đều mầm này. Đấy. Một số mà sợ nhầm lẫn với cây kim điệp xuân thì có cây này kim điệp xuân đây. Đấy, nó nằm trong trong phần này luôn mà. Nguyên bản này. Đó. Kim điệp xuân hoa vàng nha mọi người. Cây đơn cam là hoa ở vòng em là đỏ rực luôn. Đấy. Nó không có nhợt nhạt như ở một số nơi đâu. Đấy. Rồi tiếp theo là về kiếm nha mọi người. Đấy, kiếm này. À, tiếp theo là cẩm cù nha mọi người. Đấy, cẩm cù này. Cẩm cù và kiếm nha mọi người. Đó. Cẩm cù thì hoa cũng rất là đẹp. Theo là kim điệp xuân này. Đấy. Kim điệp xuân lẫn cả một cây bạch cầu nữa. Nó ăn với cái cây cây gì ấy. Đấy, lan này thì nó lan bình thường. Đấy, cây kim điệp xuân lẫn thêm một cây bình thường này. Đấy. Này là cây tầm dâu nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là cây ngọc thạch ba màu này, các bạn ngọc thạch hoàng thảo ngọc thạch nha mọi người. Các cái dòng lùng lùng này thì nó thường hay ba màu lắm đấy, nó các cái dân thân giả hình nó rụng lá rồi nhưng mà giờ chỉ chờ hoa thôi đó. Rồi tiếp theo là một cây hoàng hậu rừng nha mọi người, đây bà con gọi là hoàng hậu rừng đấy, củ rất là mập luôn này đó. Này mọi người trồng quá là đẹp luôn, là một cái chậu nhỏ nhỏ đó, mini nhìn rất là xinh đó. Và một cái dây bạch cầu nữa đấy, bạch cầu hoa trắng đấy mà đấy. Rồi cái combo lồng sồng thì giá là 350, các bạn nhà 150 nha mọi người, quay số 7 150 cùng có cái một combo lồng sồng này. Rồi rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em giới thiệu đến cái phần gia hạt moray mọi người. Cái moray hôm nay là có 1 2 3 4 5 6 phần nha mọi người. Đấy thì mùa này thì nó cũng là mùa khô trên em, mùa khô là mùa nghỉ mùa thu đông rồi nha mọi người. Đấy. Thì trời bắt đầu khô lạnh đấy. Cây bắt đầu vào mùa nghỉ rồi thì cây đã thắt ngọn và một số cây đã xuống lá nha mọi người. Thì thời điểm này thì chỉ có lá vàng và thân ngái thôi nha. Đấy, cây thì đã thắt ngọn rồi, đa số là như vậy nha mọi người. Đấy. Rồi đầu tiên là cái gì moray nha mọi người. Đây nguyên về này. Đó. Thì các cây đã thắt ngọn đấy. Đa số là cây đã thắt ngọn nha mọi người. Đấy. Hết hết đi ngọn rồi, đứng ngọn rồi mọi người. Nãy giờ chỉ chờ vàng lá này xuống xuống ấy thôi và sổ hoa thôi mọi người. Đấy, đây nguyên về mà đây. Rồi các thân già nó hơi xanh xanh nha. Đấy, thằng tơ thì các mùa than đây. Mùa than trong rừng. Mặt dưới này. Rồi lá cũng hơi hơi bầu và to nha mọi người. Đấy. Rồi chiều dài của cây thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 50 phân nha mọi người. Đấy. Hơn 50 phân. Rồi về đầu tiên giá hạt là giá 250 nha mọi người, 250 cho cái về giá hạt bốc rừng moray nè. Đấy. Rồi tiếp theo về số 2 thì số 2 giá cũng 250 luôn, đây cũng một em nguyên về nha mọi người. Đấy, hàng này thì hàng bốc rừng hết nha mọi người. Đó, cây thì cũng đã thất ngọn và có dấu hiệu xuống lá nhiều rồi nha mọi người. Đấy thì cái này mùa này khai thác thì nó không tránh khỏi cái vấn đề mà vàng lá rụng lá nha mọi người. Đấy. Nó nhanh lắm. Đấy. Giờ chỉ cần mọi người tách ra khỏi cái môi trường tự nhiên của nó thì nó sẽ xuống lá rất là nhanh. Cây này cũng hơn 50 phân nha mọi người. Đấy. Giá cũng 250 luôn. Đấy, cây nó quá là đẹp luôn. Đấy. Sọc lên thân rất là đã nha mọi người. Em này tự nhiên mà để thân vàng hơn này. Đó. Rất là đỉnh luôn. Đó. Đây là một thân tơ này, này là hai thân tơ này. Đó, em này hai về nhưng mà đấy, hai về luôn, hai về xuống lá đó. Đó. Này thì mùa này thì được hai hai mầm ra hoa nha mọi người. Rồi số 9 moray 250, tiếp theo số 10 250 moray là cái về nguyên về này. Đấy em này thì em thân xanh nha mọi người. Đấy. Thân xanh này mọi người có thể về săn các bạn hoa đẹp mọi người. Đấy là chiều dài của cây thì rơi vào tầm khoảng hơn 40 phân nha mọi người. Đấy, hơn 40 phân. Em này thì thân rất là mỏng và thân xanh nha mọi người. Đấy, cái thân già ăn thân tơ này, mọi người thấy chú ý cái thân thôi. Đấy. Rất đẹp đấy. Này thì lá nó nhìn cũng được đấy. Thì mùa này nó rụng lá rồi, ít quá mọi người nuôi tại vườn thì nó sẽ đẹp thôi mọi người. Đấy. Đấy, cái thân già từ gốc lên ngọn đều xanh hết nha mọi người. Rồi, về số 10 giá 250 nha mọi người. Đấy, quá ok. Tiếp theo về số 11 giá là 200 nha mọi người. 200 nguyên về. Đấy, nguyên một cái về bốc rừng quá đẹp này. Thì chiều dài của cây thì ra tầm khoảng
36 phân nha mọi người, 36 phân như vậy nè. Đó. Cây đã thắt ngọn rồi, giờ chỉ chờ ra hoa thôi nha mọi người, chờ xuống hoa thôi. Đấy, hoa thì sổ số thôi nha mọi người. Đấy. Đó. Rồi 200.000 cho cái dê bóc rừng này nha mọi người. Rồi 11 giá 200. Tiếp theo 12 giá cũng giá 150 nha mọi người. Đang một em nguyên dê này, đó. Đó. Cây nó thì nó một số nó khô quá nó tốt thân tí nhưng mà không sao, nhưng mà cái này thiếu nước thôi. Mọi người về cho nó ăn nước đủ no phát là nó căng ra như dây đàn liền nha mọi người. Đó. Nên cái cây giả hạt thì nó cũng rất là dễ bình thường. Đó. Đó. Rồi chiều dài của cây thì ra tầm khoảng 38 phân và 78 phân nha mọi người. Thân già đây. Đó. Rồi 150 cho cái dây số 12. À, cuối cùng mà lai ngày hôm nay thì 13 này, giá 250 cho 2 dê. Đây một cây kiến riêng này. Đó. Thì cũng đã thấy ngọn rồi nha mọi người. Đấy, đã thấy ngọn rồi. Đấy, nó mọc ngoài tự nhiên như thế này. Đấy. Và tiếp theo là một cây nguyên bản nha mọi người. Đấy, nguyên bản người ta chặt về đây. Đó, em này thì cây cũng nhìn cũng rất là ok nha mọi người. Đấy. Thân cũng khá là xanh xanh đây. Già xanh này, đó. Thì cái này thì mới ra được một cái ấy hoa thôi, đấy, một bông thôi, đấy. Là nguyên bản mà, này mọi người thì về không cần phải ghép, đấy. Rồi 250 cho cái phần số 13, hai dề nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh giá hạt vườn tôm rong, đấy, 14, 250 cho hai dề, đấy. Đây là dề đầu tiên nha mọi người, đấy, nó vừa nguyên bản. Mình đây, bám vào ông rừng này. Đấy, cái cây trong rừng người ta chặt nó ra lem nhem như thế này mọi người. Rồi mùa này thì nó cũng xuống lá nhiều rồi mọi người, nên nhiều lúc không tránh khỏi cái vấn đề ấy đâu. Rồi, chiều dài của cây thì ra vòng khoảng 20 mấy phân nguyên bản nha mọi người, nguyên bản này, nguyên bản bóc rừng trên rừng này, đấy, hoa số thôi. Nhiều lúc bà con đi rừng hơi lâu chút mà khai thác được này kia là nó vàng lá, nó rụng lá nhanh lắm mọi người. Đấy. Này này đi tầm lan thì cũng xa vả nhiều đấy. Rồi tiếp theo anh 15 250 cho hai dề. Đây, đây dề đầu tiên này cũng xuống lá còn hai lá thôi mọi người. Đấy. Thì mùa này thì rụng lá nhiều. Tiếp theo là dề số 2 này. Đó. Cây thì ra bằng khoảng hơn 20 phân nha mọi người. Đấy. Rồi. Thì hai dề giá là 250 nha mọi người. Đấy. Rồi. Tiếp theo hình 16 giá 250 luôn, hai dề. Hai dề đầu tiên này. Đó. Cây cũng thắt ngọn hết rồi nha mọi người. Đó. Đó, em này mấy cây mà nó xuất hiện hay có khoảng khoang khoang ấy nè, khoang cổ lá này thì hoa sẽ rất là ok nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo về số 2. Đây, em này về xuống lá đó nha mọi người. Đấy. Em này cũng có khoang của lá này. Đó. Rồi, 16 giá là 250 hai dề. Tiếp theo 17 giá cũng 250 hai dề mọi người. Mùa này thì cây nó đã đạt cái độ dinh dưỡng cao nhất rồi nha mọi người. Đấy. Giờ nó chỉ xuống lá và nghỉ ngơi, và khi tới mùa xuân thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc nha mọi người. Rồi đây cũng đây mọi người thấy dinh dưỡng nó tràn trề hết rồi nha mọi người. Này 40 phân nha mọi người. Và hai dề, hai dề 17 giá 250. Rồi tiếp theo là đến cái phần kiến nha mọi người, kiến tôm rong 350 cho cái năm dề kiến này nha mọi người. 350 này năm dề. Đây là dề đầu tiên này, đấy, nhìn nó là mất mát nha mọi người. Cây lá thân mà nhìn nó rất là đấy, cái này mọi người thấy về sân hồng sân bệt rồi nha mọi người. 1 này. 2 này. Đó. 3 này, đó. Cái cây này mọi người thấy về sân cái mặt hoa lạ được nha. 3 này. 4 này. Đó. 4 này. Rồi, 5 này. Đấy. Ok nha mọi người. Rồi, 5 dề giá là 350 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo 19 là 350 5 dề luôn. Đấy. Dề đầu tiên này. Đó. 1 này.
Dây dây số 2. À, tiếp theo dây số 3 này. Dây số 4 này. À, dây số 5 này. Đây, em này về xăng hồng xăng bệt nha mọi người. À, rất là ok. Đây này là có một vài sắc tố là lạ đây. Rồi, à, số 19 giá là 350 luôn. Tiếp theo số 20 giá 400 cho 6 mâm. Đấy, các em này nhìn rất là lạ mắt, độc đáo mọi người. Thằng của nó đây. Trong veo trong vắt luôn mọi người. 1 này. 2 này. 3 mâm rồi mọi người, 4 này. 5 này. Đó, kiến nụ mập tím này. 6 này, đấy, em thân xanh nha mọi người. Rồi, cái này triển vọng nha mọi người. Rồi, combo 20 giá 400 nha mọi người. Tiếp theo combo cuối cùng 2021 500.000 cho 14 kiến, 4 cái là tặng nha mọi người. Đấy. Đây kiến đầu tiên này, 1 nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 6 nè. Đó kiến xanh nha mọi người. 6 nè. 7 nè. 8 nè. Đó cái này nụ mập nè, 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14. Đấy, 14 kiến nha mọi người. Đó. Rồi, 4 em tặng này. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4. Đó, 4 cái tặng thêm nha mọi người. Này tặng này, còn chủ yếu là hôm nay 14 cái. Giá 500 nha mọi người. Đây 500 nghìn cho cái combo kiến này. Đó. Thì nhiều lúc các mặt hoa này kia mỗi ví dụ 14 cái thì mỗi cây một mặt hoa nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là combo cuối cùng ngày hôm nay của em. Rồi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi, một lần nữa thì em xin chúc tất cả mọi người một buổi tối chủ nhật cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Để em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.